Chào mừng quý vị khán giả trở lại với Chiến sĩ 2020 phiên bản Chiến sĩ thép cùng với các cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 2 Quân khu 5. Và vòng thi cuối cùng đó chính là Thép đã tồi thế đấy. Ở đây thì có những thứ mà nhìn vào thì khán giả sẽ nghĩ rằng ồ, liệu có phải là hôm nay là mình thi anh nuôi nhỉ? Thi nấu nướng. Nấu nướng hay không? Đây cũng là những người bạn rất là quen thuộc với các chiến sĩ tại Sư đoàn Bộ binh 2, đặc biệt là các anh nuôi của chúng ta, để đảm bảo những bữa cơm ngon cho bộ đội. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy là những cái vật dụng ở đây hơi bị đặc biệt, và có thể là bộ phận dân sự chúng ta chưa được nhìn thấy bao giờ. Nhiệm vụ của các chiến sĩ ngày hôm nay để chúng ta có thể tìm ra được chiến sĩ thép, nó có tên là lắp ráp bộ bếp đa năng ạ. Vâng, tên gọi của thử thách này nó còn gọi là tháo xuồng lắp bếp. Và đây là một sáng kiến cải tiến kỹ thuật đặc biệt chỉ có tại Sư đoàn Bộ binh 2. Bởi vì từ một chiếc xuồng cá nhân này thì sẽ được lắp thành bếp Hoàng Cầm dã chiến cấp 1. Chiến sĩ nào biến xuồng thành bếp nhanh hơn thì người đó là người chiến thắng ạ. Chúng ta còn có lượt thi đấu ngược trở về. Lượt đi thì để tìm ra danh hiệu chiến sĩ thép, còn lượt thi đấu lượt về thì để tìm ra chủ nhân của danh hiệu đội trưởng ưu tú. Hiện giờ thì Hữu Tín đang là người có huy hiệu đội trưởng ưu tú, nên bạn sẽ có một đặc quyền. Đấy là được lựa chọn thành viên sẽ tham gia thử thách cùng các chiến sĩ. Trước khi chúng ta bắt đầu với lượt đi tháo xuồng lắp bếp thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá Nguyễn Văn Trinh, đại diện Sư đoàn Bộ binh 2, sẽ là giám khảo chuyên môn giúp chúng ta hiểu hơn về cái cải tiến sáng tiến kỹ thuật này, cũng như là đánh giá về mặt trình độ chuyên môn và thời gian của cả ba chiến sĩ. Và bây giờ, kỹ năng tháo xuồng lắp bếp 3, 2, 1, bắt đầu! Thách cử dẫn đến nó vẫn còn khuyết như thế này thì khi nấu là khói ra cái lượng lớn, nó sẽ không đảm bảo về yếu tố bí mật. Cái ống khói của đồng chí Quân thì cũng bị lệch và cái hướng khói nó cũng sai. Đồng chí chưa bỏ cái khay để chiên xào nấu ở bên trên. Qua phần thi của ba đồng chí thì thay mặt ban giám khảo tôi chấm chỗ đồng chí Quân là đồng chí chiến thắng ở phần thi này. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Văn Trinh và xin được chúc mừng đồng chí Mai Minh Quân đã hoàn thành được thử thách và xin được dành tặng cho đồng chí phần thưởng cao quý chiến sĩ thép. Đồng chí Hữu Tín trao chiến sĩ thép cho đồng chí Mai Minh Quân. Xin chúc mừng đồng chí Mai Minh Quân. Chúng ta vẫn còn lượt về. Bây giờ sẽ là tháo bếp, lắp xuồng. Xin được hỏi Hữu Tín, bạn sẽ chọn ai là người sẽ thi cùng với chiến sĩ đội bạn? Không biết là hai MC ai là người muốn phụ giúp cho tôi trong phần này ạ? Tôi thấy tôi làm công việc của Vũ tốt hơn đồng chí Tín ạ. Thật không? Thật luôn. Rồi, vậy thì lần này cho phép tôi mời đồng chí Hoàng Linh làm nhiệm vụ cổ Vũ. Vâng, và đồng chí Bảo sẽ là người giúp tôi. Tôi làm với Dương Quốc Vũ. Rồi, còn tôi sẽ là người hỗ trợ đồng chí Minh Quân trong thử thách lượt về này. Bây giờ là lượt thi đấu lượt về để giúp chúng ta tìm ra ai là chỉ huy ưu tú. 3, 2, 1, bắt đầu! Hãy biến bếp thành xuồng, xin mời! Cái nồi kia đưa lại đây ạ. Làm cùng mà, như mình làm cùng nhau đó. Cố lên, cố lên! Lắp ống này. Lắp ống 3 cây. 3 ống với nhau này. Một dài hai ngắn, ba độ đều đang rất là nỗ lực. Một dài hai ngắn. Bây giờ mới thấy là sức dài vai rộng của đồng chí Bảo phát huy công dụng đây này. Okay. Hãy hướng dẫn cho thành viên của đội mình như nào các chiến sĩ ơi. Dạ, chào anh. Theo như quan sát lúc này thì đội của đồng chí Quân có vẻ như đang dẫn đầu về mặt tốc độ. Tuy nhiên hãy nhớ điều quan trọng nhất đó là chúng ta lắp phải đúng kỹ thuật ạ. Có khi vào chờ, có khi nào trong con ốc và nồi cơm được không? Nhóm của Hữu Tín có gặp phải khó khăn gì không ạ? Rõ ràng là khi mà nấu xong rồi thì phải có một cái biện pháp nào để làm bếp nó nguội nhanh thì mình mới có thể cơ động lại thành thuyền thế này chứ, đúng không đồng chí Trinh? Mình sẽ làm thế nào ạ? Phải sử dụng nước. Nước ở bếp thì lúc nào có nước ấy. Vâng. Chúng ta muốn cơ động thì đổ nước vào và rửa sạch rồi cơ động. Một cái này. Đồng chí Bảo sao lại vừa làm vừa ngồi vặn vít vừa làm thơ ấy, sao mà thấy tác phong đùng đỉnh thế ạ? Tôi quan trọng là làm chuẩn kỹ thuật. Vì đôi khi đội họ làm nhanh nhưng mà sai kỹ thuật thì tôi nghĩ rằng là khó vượt qua đội tôi lắm. Đội tôi là đội chuẩn kỹ thuật nhất đây rồi. Mình làm tới đâu rồi ta? À, hồi nãy ăn cơm hơi trễ hả? Dạ, em về với người ca sĩ đi ạ. Cố lên,
riêng tôi của Vũ Quỳnh Anh. Cố lên. Xin phép gia đình tôi lên, tôi trèo lên đầu nguồn về nghỉ trưa xíu nha. Đợi đồng chí xong chưa mà thầy đã đi khắp sắp trường rồi, sắp xong cái xuồng rồi. Thì không nên hỗ trợ đồng đội mình đi, lại đi lượn khắp nào trường đến bao giờ. À, tưởng đâu thắng rồi. Thắng đâu có thắng. Những chiếc xuồng cơ động đã dần dần những chiếc xuồng đã dần xuất hiện rồi ạ. Cố lên nào, chỉ còn một vài con nước nữa thôi các đội ơi. Ốc ở đây nó không dính rồi. Chạy em về với mẹ đi. Rồi, xong rồi đó. Xong. Lên kiểm tra kỹ thuật luôn ạ. Rồi ạ. Đội của đồng chí Quân và đồng chí Bùi Đức Bảo đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Đội Quỳnh Anh xong chưa? À, Quỳnh Anh cũng xong rồi ạ. Đồng chí Trinh kiểm tra kỹ thuật ạ. Đối với đội của đồng chí Phú và đồng chí Quỳnh Anh thì cái lắp ráp cái về cái giá vượt sông thì nó sai quy định. Xin mời hai ba đội về vị trí để nghe nhạc xem. Thay mặt ban giám khảo thì tôi nhận xét xin phép là khách quan là đội của đồng chí Bảo và đồng chí Quân là hoàn thành là nhanh nhất và có một sự khuyết tật nhỏ nên đội đồng chí Bảo và đồng chí Quân là vẫn xếp thứ nhất. Cảm xúc của đồng chí Bảo thế nào ạ? Vâng, tôi chỉ nhớ là có người đã ra để phá rối lúc mà tôi đang làm và hỏi một câu mà gây cảm xúc tiêu cực, đó là câu vẻ thông thả như thế. Ai hỏi câu đấy? Đồng chí ai Hoàng hỏi Linh câu đấy nhở? Đồng chí Hoàng Linh đấy. Đây còn nghi ngờ về cái khả năng là thao tác. Thấy đồng chí ngồi suy tư, tôi lại tưởng là vừa nghĩ vừa làm thơ vừa vặn ốc vít nên hỏi thăm thôi. Quỳnh Anh lúc đấy là bị lòng mất một phần, là lúc đấy là quên chưa lắp ốc rồi. Tôi không biết tôi đang làm gì luôn. Lúc này tôi rất nhớ mẹ, muốn về của mẹ. Thế nhưng mà còn Hữu Tín thì sao, trong mặt bạn có phải không vui lắm? À, cái xuồng của đội tôi bị khuyết tật. Khuyết là chỗ nào? Có nghĩa là bây giờ con ốc thì bắt vô, nó không có cái cục để gài lại. Thôi được rồi, một tràng pháo tay cho đội của Minh Quân và Đức Bảo ạ. Điều đó đồng nghĩa việc là tôi đã giúp cho đồng chí Hữu Tín giữ được danh hiệu đội trưởng ưu tú. Xin chúc mừng. Cao sân ơi, qua nửa tháng rồi, cuối cùng tôi giành chiến thắng cũng là nhờ người khác giúp tôi. Khủng khiếp chưa? À, số của đồng chí Hữu Tín là có người quý nhân phù trợ. Quý nhân phù trợ đấy, đúng không?